Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà vườn Đạt Nhung để phân phối giống cây trồng chất lượng. Hiện nay thì mình đang có cái lô mít Thái, cây rất là đẹp, khỏe mạnh. Đây, cây ổn định ở trong bầu rồi nên là đảm bảo cái tỷ lệ sống rất là cao. Như mọi người đã thấy ở đây, cây cao khoảng tầm 1m6 đến 1m8 rồi. Cây cao, khỏe và đẹp, gốc ổn định. Cái lô mít này thì bên mình đang có nhu cầu thanh lý, nên là bác nào có nhu cầu thì trồng dự án hoặc là trồng phủ xanh cho đồi chọc nhà mình hoặc là trồng cho gia đình thì mình cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên bài đăng để được tư vấn rõ hơn, hoặc là mình có thể đến tại địa chỉ nhà vườn Đạt Nhung của Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳnh, Gia Lâm, Hà Nội nhé. Cái lô mít Thái này thì bên mình đang thanh lý vì giá rất là rẻ thôi, đặc biệt là rẻ nhất trên thị trường luôn, mình cam kết luôn. Nên là bác nào có nhu cầu cho gia đình nhà mình hoặc là trồng cho dự án, trồng trồng đền bù thì mình có trực tiếp liên hệ với số điện thoại trên bài đăng, hoặc là đến tại địa chỉ nhà vườn Đạt Nhung, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội để mình được xem cây và mua cây giống nhé. Dù là hàng thanh lý thôi nhưng mà cây cối cũng đang rất là đẹp. Vườn nhà mình đây, mọi người có thể thấy đây, cái lô thời điểm cây giống hiện tại thì đang rất là mơn mởn, xanh tốt, rất là đẹp. Ai có nhu cầu thì mình cứ trực tiếp liên hệ nhé. Đang có rất là nhiều. Đấy, vừa xanh tốt vừa đẹp, vừa chuẩn giống, giá lại rẻ nữa, không còn gì ưu đãi hơn nữa. Nên là mọi người nhanh tay để được cái lô mít đẹp này nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo ạ.